Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại là mình đang ở thành phố Vĩnh Long nha cả nhà. Thì hôm nay là mình bắt gặp một người anh đó, thì anh hiện đang bán một cái món bánh rất là ngon, cũng như là liên quan tới tuổi thơ của mình. Thì hồi xưa là mình còn nhỏ là mình rất là thích ăn loại bánh này. Nhưng mà hôm nay là thấy anh bán lại là mình rất là thèm, nên là mình muốn lại thứ nhất là mua ủng hộ anh, thứ hai nữa là mình sẽ ghi hình lại, quay lại cho mình xem cái loại bánh là như thế nào đó. Thì mọi người muốn biết loại bánh gì thì mọi người theo chúng mình đi vào bên trong để mà trò chuyện với anh, để mà gặp gỡ anh cũng như là mình tìm hiểu cái cách làm bánh này như thế nào đó. Mọi người vào bên trong nha. Em chào anh Thắng ha. Dạ hôm nay em thấy anh đi bán bánh ống ở trên Vĩnh Long của em á, là cho em hỏi là anh ở đâu mà anh lên Vĩnh Long anh bán cho anh? Sóc Trăng. Sóc Trăng, huyện Thanh Trì á. Em thấy hồi xưa á là bánh ống của mình á là toàn là đi bằng ghe thôi à. Hồi xưa anh có đi bằng ghe không? Có đi ghe cũng mấy năm rồi mới lên xe dạ. Cũng 5-6 năm à. Dạ. Rồi anh thấy cái chuyển đổi đó là như thế nào mình mới chuyển đổi lên xe vậy? Dưới ghe nó làm yếu lắm, lên xe nó làm được hơn. Dưới bị gồng nước lớn nước gồng á, mình lên đây mình đi thoải mái hơn. Dạ. Dưới sông thì nước lớn nước gồng đợi nước khó đi. Dạ. Thì em thấy anh bán một bịch vậy là bao nhiêu tiền anh? 10.000, bịch thì 10.000. 10.000. Ừ. Vậy là mà em thấy cũng nhiều quá chứ. Dạ, nhiều lắm mà một bịch là 10.000. Bịch 10.000. Dạ. Rồi cái nguyên liệu chính của cái bánh ống là cái gì anh? Bắp nè, đậu phộng, đậu xanh, đường, dừa. Em nhớ hồi xưa em còn nhỏ là cái bánh ống là chỉ có dừa với lại là gạo thôi. Không có bắp, không có bơ, không có bắp gì đâu. Đó, này có đầy đủ hết. Dạ, đầy đủ hết. Như đây. Ừ. Đây. Cái này là ở nhà mình trộn luôn anh. Nhà mình trộn luôn. Trộn luôn. Đó, đầy đủ hết. Dạ. Đầy đủ hết luôn. Gạo này là kêu bằng gạo 504. 504. Gạo này ở nhà em cũng ăn nè, gạo này nó nở. Ừ. 504 rồi đậu phộng rồi bắp. Rồi đậu xanh nữa hả? Đủ thứ hết trơn. Đủ thứ hết á. Vô cho bà con nó ăn ngon. Dạ, này là bao béo bao bổ luôn nè. Anh đi lên đây rồi anh có đi đâu nữa không anh? Đây à, đi qua Long An một quá. Dạ. Bình Hiệp rồi đó. Ồ, tính ra anh đi mỗi ngày là anh đi một tỉnh anh? Một ngày đi như huyện vậy á. Dạ. 3-4 ngày là anh tỉnh, 3-4 ngày anh tỉnh. Dạ. Rồi anh thấy khi mà đi buôn bán xa nhà như vậy anh thấy cái khó khăn là cái gì ạ? Đủ chuyện hết, mưa gió này nọ rồi. Dạ. Ăn uống rồi, khó khăn. Khó khăn. Rồi nói chung là cái món này bà con đã cũng thích ha đúng không anh? Nói chung là cái món truyền thống luôn rồi, giống như là tuổi thơ của tất cả mọi người luôn, nên là cũng dễ ăn. Đó, nên là mọi người cũng ủng hộ anh cũng nhiều đúng không ạ? Và mỗi ngày thu nhập anh khoảng bao nhiêu tiền? Ngày chi phí là còn chừng 200-300 mà. Dạ. Rồi giống như trừ xăng khổ này kia, ăn uống này kia cũng còn 200-300 ha. 200 khổ đi bằng mướn vậy. Dạ. Cho nó cực. Nhưng mà mướn mình cho bản thân nhìn cho nó khỏe hơn. Dạ. Rồi chi phí đầu tư vào cái máy này nó có mắc không anh? Mắc á, xe không 200 mấy rồi đó. Dạ. Rồi máy móc mấy chục triệu đó. Ồ, cái máy móc, cái máy gì là mấy chục triệu á hả? Ừ. Máy rồi đồ lặt vặt á. Dạ. Mấy chục triệu. Dạ. Rồi hồi xưa là giống như là hồi xưa là có ông bà xưa của bên anh có làm nghề bánh ống không hay là? Có, cha mình đó, ông già mình làm. Dạ, rồi bây giờ mình biết cái nghề sau này mình cũng nói theo cái nghề của cha mình ha. Ừ. Nói dạ. Nè. Thấy ở ngoài đây kia nguyên cái một đất nhiều lắm rồi và mình bán hết không anh? Hết. Dạ. Giá trị đi giao cho người ta. Giao ở đâu anh? Giao ở trong Mang Thít á. Giao ngay chợ luôn á. Thì tập quá hả? Ừ. Đi giao ha. Rồi anh thấy cái khâu bảo quản cái bánh ống như thế nào nó được ngon nhất anh? Giống như là như thế nào để mà cái bánh ống mình được giòn nhất? Cột miệng kính lại là để hoài là được à. Đừng dạ. Có mở miệng ra gió nó lòn vô nó mềm. Dạ.
từ từ khi mà trong cái máy đi ra là cái bánh nóng nó giòn, nó nóng. Bỏ vô bịch thì mình cột lại. Là cứ mình bảo quản như vậy là mình ăn hoài nó giòn hoài. Và luôn cả nửa tháng bình thường. Dạ. Đừng mở miệng đâu, mở miệng cái gió chút xíu là mình theo. Dạ. Thì là mềm ăn đâu có ngon. Không. Dạ. Mềm là thua rồi đó. Dạ. Dạ nhách. Mà các anh có thường xuống Vĩnh Long nè. Đi quả vậy nửa tháng 20 ngày xuống ăn lại. Dạ. Ngay đây quả luôn nè. Ngay đây luôn. À, thứ hai ở đây chủ nhật này ngay chỗ bệnh viện á, ngay cửa bệnh viện. Dạ. Giống như mọi người muốn đặt bánh nóng anh, muốn liên hệ với anh qua số điện thoại nào anh? 039 366 1846. Anh Thắng ha. À. Rồi anh đọc lại cho mình một lần nữa cho mọi người ghi nè. 039 366 1846. Dạ rồi, mọi người có muốn đặt bánh nóng á thì mọi người cứ liên hệ với anh Thắng để mà anh Thắng có thể là giao tận nơi luôn. Giao tận nơi. Sỉ và lẻ luôn. Sỉ và lẻ luôn. Từ 20-30 bịch là đi rồi đó. Dạ. Tập quá vậy đó, ai cần thì điện. Thường là chắc em nghĩ là chắc những cái gần tập hóa gần trường học đúng không ạ? Trường học nghèo ở dưới ngay chợ á. Dạ. Dưới công ty rồi á. Công ty, dạ. Nhiều. Thì thường là anh thấy đi ở những cái tỉnh nào mà mình bán được nhất anh? Nói chung tỉnh nào cũng được, lấy ra vậy. Dạ. Chấp với lại vô học mà bán yếu hơi yếu rồi. Dạ. Còn... với lại là bây giờ mưa gió nữa, mưa gian nan quá. Trời hôm qua quay tới 11, 12 giờ mới rồi. Mưa quay chút cái chùm xô, mưa. Dạ. Mưa dữ lắm, mưa. Mưa. Bữa nay hơi đỡ. Dạ. Rồi cái bao gạo này là chút xíu mình quay hết luôn anh. Quay hết luôn. Dạ. Quay hết rồi đi vô trong trọng giao cho anh ta. Dạ. Ôi ơi, tính nhà cũng cực quá trời cực chứ. 3 giờ là thức rồi đó, quay tới giờ mới có nhiêu đó đó. Dạ. 3 giờ sáng á. Dạ. Quay cạch cái nền nữa. Giống như một bao vậy mình quay bao lâu anh? Bao quay tới 5-6 tiếng. 5-6 tiếng lần à? Ừ. Là quay liên tục luôn. Quay không tắt máy luôn á. Tại có anh ấy tắt máy nói chuyện rồi chơi chứ không là quay suốt luôn á. Dạ. Quay nào gọi thôi à. Dạ dạ. Ôi, quá trời, nguyên một cái đống bánh tráng khủng khiếp luôn. Vậy là mình chắc lên xe hết luôn rồi mình đi vào. Ừ, chắc lên hết đi vào. Dạ. Mình 10 ngàn vậy á. 10 ngàn. Rồi để chút xíu em mua ủng hộ anh. Rồi. Em về nhà ăn. Đây. Ngon được rồi. Thì cứ ngon là phải nói rồi, phải ngon rồi. Cái này ngon lắm cô ơi, giòn lắm. 10 ngàn một bịch mà nhiều lắm á cô, về ăn lâu lắm mới hết á. 2 bịch đi cô. Mua 1 bịch để nhà ăn, 1 bịch cho cô. Rồi cảm ơn con nghe. Đầu tiên là mình đổ gạo ở đây đúng không anh? Đổ gạo vô đây. Vô. Mình có canh bao nhiêu không anh? Đổ gạo vô. Vô đầu mình gắp cối. Gắp mũi phang vô. Đúng ngàm rồi anh. Rồi. Dạ. Đầu mình gắp cái đầu ba chia vô. Cái đó là cái gì anh? Cái đầu ba chia. Cái đầu cắt đó phải không? Ừ, cái đầu cắt nè. Dạ. Ủa mình đóng sơn trứng vô. Đó. Trình thì chỉ có nhiêu đó, người ra cơm này cắt ở đây. Dạ, ra cơm này cắt ở đây. Ừ. Nó cũng đơn giản hóa rồi không anh? Đơn giản thôi. Phức tạp lắm. Đơn giản à. Dạ. Đầu quay nè. Rồi quay máy. Ừ.
thì đây là một bịch là mấy ngàn anh? 10 ngàn, bịch đi là 10 ngàn. Cái này là 10 ngàn bịch. Ừ. Ngày nào khoảng bao nhiêu cái? Này cỡ 60-70 cái. 60-70 cái ha. Ừ. Ồ, nếu mà mình vô vậy là mình nắng mưa mình cũng không sợ. Không, không sợ. Không có nó có cái bọc bảo quản nè. Nó có bọc bảo quản. Dạ. Dài bụi bẩn rồi này kia nó cũng không có sợ luôn. À. Quá trời, như đây là khoảng bao nhiêu bịch anh? Này cỡ 200 bịch rồi đó. Ok, đây là bánh ống năm 2020 nha. Rất là ngon và không có thua gì bánh ống hồi xưa tuổi thơ của mình đâu cả nhà. Mình rất là ngon, thì bây giờ mình sẽ hưởng thức thử một cái món bánh ống của anh Thắng là như thế nào nha. Thực sự là nhìn bên ngoài thì rất là thơm. Thơm lắm. Hồi xưa mình ăn á, là bánh ống là chỉ có gạo với là dừa thôi. Bánh ống bây giờ thì có đủ thứ hết trơn á. Rồi gạo nè, rồi dừa nè, đậu xanh nè, bắp nè, rồi bơ nè. Rất là nhiều thứ trong này nên là bánh tráng rất là thơm và rất là ngon và rất là béo luôn. Thơm lắm. Lâu lắm rồi mình mới được ăn lại bánh tráng đó nha. Không biết là mọi người có thường ăn bánh tráng không à. Mình tin chắc thì cũng có nhiều các cô, các chú cũng như là các anh, các chị cũng lâu lắm rồi là vẫn chưa có ăn lại được bánh tráng tuổi thơ đúng không ạ? Đó, thì hôm nay là mình có dịp mình cũng ăn lại thì thật là cũng rất là ngon. Tuổi thơ của mình á, hồi xưa còn nhiều cái món ăn ngon nữa, nhiều cái món ăn mà liên quan tới tuổi thơ của mình rất là nhiều nữa. Nhưng mà từ từ mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái món ăn, những cái loại bánh, những cái đặc sản ở miền Tây của mình cho mọi người biết thêm nữa nha. Ngon không? Mình mua ủng hộ anh tới mấy bịch luôn á. Ngon ngon. Để giữ được cái độ giòn của nó là mọi người phải mở quản kỹ nè, phải bỏ vô bọc nè, cột lại kỹ càng chứ không thôi là để bên ngoài chừng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ là nó mềm rồi, không có được ngon. Phải giòn mới ngon nha. Rồi, bà con cô bác á, có ai mà muốn ủng hộ mình có bóng mình á, qua số điện thoại là 0393661846. À, mua nhiêu cũng giao nha bà con. Và nhớ ủng hộ kênh Cô Đắc nha, và kênh đăng ký nha. Rồi, cảm ơn Thắng rất là nhiều. Rồi, nha. Chúc Thắng thật là nhiều sức khỏe để mà có thể là đi bán được nhiều bánh nóng để mà trang trải cuộc sống, cũng như là mang những cái món ăn ngon để mà đi khắp những cái miền quê của mình ở miền Tây của mình luôn nha. Rồi. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, chào. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Các bạn tất cả mọi người nếu mà có mua bánh chén thì mọi người nhớ ủng hộ cho anh Thắng nha. Rất là ngon, rất là hấp dẫn, nhưng mà mình ăn rồi mình thấy rất là ngon. Còn các bạn thì sao, mọi người nhớ mua ủng hộ anh Thắng cũng như là ăn thử bánh chén của anh Thắng làm nha. Bye bye tất cả mọi người.